Con đồng ý ly hôn ạ. Đấy, thông ngay từ đầu nó có phải hơn không? Nói cái gì cơ? Tại sao lại ly hôn? Nếu ly hôn là việc tốt nhất anh có thể làm cho em thì anh sẽ làm. Đúng đấy, anh ly hôn nó, tôi sẽ tìm cho nó một người khác tốt hơn anh. Con ly hôn Phượng với một điều kiện ạ. Sau này khi nào con vực dậy lại công ty thì mẹ phải đồng ý để con quay lại với Phượng. Anh lấy tư cách gì mà ra điều kiện với tôi? Không có tiền thì đừng làm phiền thiên hạ. Con này đi về. Con không đi. Con không mẹ. Đi. Sao? Có tiền thì được lên tiếng đúng không? Đây là số tiền tôi dành dụm được. Chị cầm lấy đi. Tôi muốn được cưới hỏi lại cái Phượng. Cưới hỏi lại thì phải nhiều hơn thì mới đủ thành ý chứ. Đây là tất cả số tiền mà tôi có được. Chị cần bao nhiêu? Chị cứ nói đi. Tôi tin rằng thằng Hưng nó sẽ xoay sở được. Phải không con? Vâng. Con làm được mẹ ạ. Số tiền này chia ra thì cũng chỉ nhỉnh hơn tiền thuê giúp việc hàng tháng một chút thôi. Nhưng mà thôi, nể tình bà bây giờ tàn tật rồi. Coi như là tôi cho nhà bà một cơ hội đối xử tử tế với con gái của tôi vào. Thế nhá. Tại sao mày lại làm như thế? Thì con xứng đáng con ạ. Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất. Mẹ chồng tôi cũng dần hồi phục. Tôi thực sự đã trở thành nàng dâu được mẹ cưng chiều, em chồng tôn trọng. Còn chồng thì yêu tôi hơn 1000 lần. Vậy là tất cả sóng gió đã qua đi, phải không? Anh không định dậy đi làm nha. Trễ rồi. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em. Không được rồi. Sao không được? Vì anh còn phải dành thời gian cho cả con nữa. Bố ơi, anh cảm ơn em. Thực sự anh cảm ơn em. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt hơn cho em, không để em thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Nhớ giữ lời đấy. Sao không nghe máy đi? Ai gọi đấy? À, nợ còn chưa trả xong, bên tín dụng người ta gọi anh ạ.